Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Thánh Gióng đã liên lỉ làm việc theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta. Cho đến ngày hôm nay, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho chúng ta một văn phòng tiếp tân và triển lãm, cũng như để mời gọi tất cả đồng bào ruột thịt thân thương quý mến dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng, và đương nhiên đồng thời mời gọi tất cả đồng bào nhân loại chúng ta nói chung, cho những ai sẵn sàng nhập cuộc góp phần vào việc khẩn cấp, góp phần vào việc làm khẩn cấp của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Đó là việc làm nhắc nhở nhân loại sám hối gấp qua những hình ảnh phép lạ mà Thánh Gióng đã trình bày bấy lâu nay. Vì thế, kể từ ngày hôm nay, 27 tháng 7 năm 2013, đồng bào có thể đến văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Nhân Loại và Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam từ thứ Tư đến Chủ nhật, mở cửa từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Kính xin đồng bào hãy dùng thời giờ quý báu của mình đến đây để xem xét kinh nghiệm về những phép lạ vĩ đại của Cha Trời cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta đã hiện ra hướng dẫn chúng ta làm những công việc vĩ đại vào thời mặc kiếp đang chuyển qua thời Thánh Đức. Kính thưa đồng bào thương mến, địa chỉ văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Nhân Loại và Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam. Văn phòng của chúng ta tọa lạc tại địa điểm 13382 Golden West Street, Suite number 112, Westminster, California 92683, USA. Điện thoại 714-457-0153. Đồng bào hãy nhắc nhở cho nhau đến đây để xem xét những phép lạ vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho. Và đương nhiên chúng ta rất vui và rất mừng, bởi vì kể từ ngày hôm nay, hình ảnh khuôn mặt Thiên Chúa Giê-xu, hình ảnh ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt chúng ta, hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã được trang trọng, trang nghiêm trưng bày tại văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Nhân Loại và Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam. Những hình ảnh phép lạ này được trang trọng trưng bày nơi đây để cho bá tánh đến đây nghiêng mình cúi đầu, chiêm ngưỡng và nhập cuộc làm việc cứu nguy dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta gấp. Kính thưa đồng bào thân mến, đây là điều vô cùng vui mừng, bởi vì cuối đường hầm chúng ta đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho ánh sáng để hướng dẫn chúng ta, và đồng thời mời gọi chúng ta làm việc góp phần hướng dẫn nhân loại vào thời mặc kiếp này đang chuyển qua thời Thánh Đức, mà hầu hết tất cả nhân loại đang bị khủng hoảng ở đoạn cuối đường hầm mà không có ánh sáng. Cho đến giờ phút này, rõ ràng sau gần 4 năm trình bày trên Internet, YouTube, Hội đồng Cứu Nguy Nhân Loại và
godjesuschrist.com. Kính thưa đồng bào thân mến, hầu hết những nhà lãnh đạo trên thế giới đã biết về những phép lạ này. Và trong tương lai, những ngày tháng sắp tới, cùng lắm là năm, thì tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ đồng hành cùng chúng ta để làm việc vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế toàn năng ban cho. Bởi vì không một ai có thể chạy khỏi Cha Trời Giê-xu, và đồng thời không một ai có thể chạy khỏi linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã hiện ra phù trợ chúng ta làm việc. Kính thưa đồng bào thân mến, đây là một việc làm vô cùng vĩ đại mà chỉ có Cha Trời Thượng Đế toàn năng mới có, mà ban cho mỗi chúng ta là người dân gốc Việt. Bởi vì Thánh Giống là dân Việt gốc Việt chánh gốc, vì thế Thánh Giống đã chụp được những hình ảnh này, và đương nhiên có rất nhiều người chứng giám trong lúc Thánh Giống cầu nguyện cùng đồng bào ruột thịt thân thương dân tộc Việt Nam quý mến của chúng ta. Kính thưa đồng bào thân mến, sự thật là sự thật, sự thật là sự sáng, sự sáng là sự sống của Cha Trời Thượng Đế toàn năng ban cho. Và Ngài đã ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta biết trước, bởi vì chúng ta đã chụp được tất cả những hình ảnh phép lạ vĩ đại này mà Thánh Giống đã trang trọng trình bày trên dưới 4 năm nay. Vì thế, chúng ta hãy sốt sắng vui mừng nhập cuộc đến đây để làm những việc vĩ đại của chính mình đóng góp vào. Đến đây để ngồi ngay đây để trình bày tâm sự và chia sẻ những ý kiến đóng góp và những việc làm đầy ý nghĩa trong tình xây dựng. Hãy đến đây để chúng ta cùng nhau làm việc. Hãy đến đây để chúng ta cùng nhau kêu gọi tất cả nhân loại xác nhận chúng ta là anh chị em cùng sống chung một nhà